Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từng tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm một lô cần máy ngang nha anh em. Lô cần máy ngang này gồm 24 cây, 24 cây này là hàng kiện Nhật. Thì lô này tất cả đều là máy ngang nha mọi người. Đó, chuyên cho anh em lô lóc đánh di biển. Thì có độ cứng tầm khoảng ML, M, MH, XH. Rồi, đếm cho cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nếu hàng lỗi hoặc không clip lên á thì xem lại. Rồi, cảm ơn anh em. Vô cây thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho người là một cây mai do grab laser nè mọi người. À, dòng mai do grab này thì dòng chiên luôn. À, anh em đánh phản hồi rất là cực nè. À, chiên luôn. À, fan là fan xịt bơm nha mọi người. À, fan xịt bơm ngoại hình còn rất là ok luôn. À, bát là bát fuji. À, bát là bát fuji. Fan là fan fuji xịt nha mọi người. À, ngoại hình còn rất là sáng nha. Đây xịt nha anh em. À, bù bù chống sắn. Ngoại hình còn rất là ok luôn, không có xước xát gì nhiều. Thì cái này độ cứng ML nha anh em, độ cứng ML. Cái này nặng là 140g, đọt bọc ly 7, dài là 1m89, độ cứng ML, tải mồi từ 5,25g đến 14g, tải dây từ 8 đến 14 lb. Rồi, giá công khai cây số 1, giá là 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu cây số 1. Ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ cho mọi người. Cây này quẹt đánh lóc, lô chẽm, lô hồng là thoải mái. Thì lô này em chiên lên cho anh em lô máy ngang nha. Đó. Cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 vẫn là một cây lay của Myograph Laser. Đây mọi người. Đó. Đây, fan vẫn là fan Fuji Sheet nha anh em, Fuji Sheet. Rất là bóng nha mọi người. Đó. Ngoại hình thì em bao sạch sẽ rồi. Đó, dạng này em lấy hàng lớn về. Đó. Lấy nguyên lô luôn. Đó, người ta đánh, người ta thanh lý nên hốt về anh em. Đó, fan cực kỳ bóng nha mọi người, bù chống sắn nha. Đó, rất là ok luôn. Keo chỉ thì không lỗi nha mọi người, rất là mới luôn. Rồi cận cảnh cho mọi người, anh em chốt thì báo em, nói em chụp hình cận cảnh lại cho anh em xem. Nhiều lúc quay clip thì quay có thể hơi nhanh, anh em có thể coi không kịp. Đó, bát cũng là bát Fuji nha anh em. Đó, bát Fuji. Thì cái này nặng là 137g, đọt 1.8, dài là 1m98, tải mồi từ 7 đến 21g, đọt cứng cái này đọt cứng M nha nè. Đó, tải dây từ 10 đến 16 lb. Rồi, giá công khai số 2, giá là 1,8 triệu. Tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 vẫn vậy thôi, cây số 3 vẫn độ cứng M. Đó, ngoại hình thì sạch sẽ nha nè, sạch sẽ, fan vẫn là fan Fuji Sheet lên nè. Đó, bát vẫn là bát Fuji, mà do gấp. Soi cho anh em xem. Fan Fuji Sheet nha anh em, bù trong sáng. Keo chỉ còn ok hết nha mọi người. Thì cây này vẫn là cây độ cứng M, tải mồi từ 7 đến 21g. Tải dây từ 10 đến 16 lb, dài 1m98, đọt 1.8, nặng 137g. Hàng này về chiên cho anh em đánh lóc nha, đánh lóc chẽm săn hàng. Anh em đánh giá thịt. Đó, dạng này máy ngang này cho anh em đánh giá thật là ok rồi. Đó. Rồi, giá con cây số 3 vẫn là 1,8 triệu nha. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 vẫn là một cây Myograph Laser. Thì cây này cứng MH nha anh em, cứng MH. Ngoại hình đây anh em, ngoại hình tương đối sạch sẽ. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji lỗi xít đây. Đó. Rất là mới nha anh em. Foil ok hết nha mọi người, không lỗi làm hết, bù chống sắn. Đây, đó. Độ xước xác nó thì ít nha mọi người, không có luôn. Đó. Đây, chỗ này, đây nó bị chốc lớp keo nha anh em, lớp keo thôi. Đó. Đây, đó. Rồi kỹ cho anh em xem. Đó. Nó mất thẩm mỹ một tí thôi, chứ không có gì. Đó. Chỉ cho luôn là chỗ này thôi. Bát cũng là bát Myograph, bát Fuji nha anh em. Đó. Đóng chữ rõ ràng. Bát còn mới nha mọi người. Đó, cán 3 khúc. Myograph. Thì cái này nặng là 137g, đọt 21, dài là 2m04 nha anh em. Tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 12 đến 20 lb. Đó, mọi người, đó, cái này độ cứng MH nha anh em. Đó, độ cứng MH. Từ 7 đến 28g nha anh em, từ 7 đến 28g em nhầm. Đó, độ cứng MH. Cái này quay đánh lóc khỏi ha, chơi hết bài luôn, rất là cứng luôn. Đó, săn lóc, săn hàng.
đánh lóc gừng, đánh nhí thiệt nha anh em, đánh nhí thiệt, câu nhồng, câu chẽm, câu muống rất là ok nhá. Đó, một hàng thương hiệu chiên anh em luôn. Rồi, cây số 4 giá là 1,8 triệu luôn nha mọi người. Tiếp theo cây số 5 nha anh em. Tiếp theo cây số 5 thì cây số 5 lên cho người vẫn một cây hàng cục mai cho gấp Lyser. Đây, đó. Cái độ cứng vẫn là MH nha anh em, độ cứng MH cho anh em săn hàng. Đó. Đánh nháy thiệt, câu hồng chẽm thoải mái. Đó, cầu lóc. Thì cái này quản sử bộ phen là bộ phen xít cho anh em, bộ phen xít, phen bấm. Ngoại hình còn rất là ok nè, tem còn đầy đủ. Chỗ này nè, đó, nó chưa chóc lớp sơn nữa nè. Thì nó có xuất sắc li ti cho anh em, xuất sắc li ti, không tránh khỏi nha. Đây cũng vậy. Đó. Còn xuất sắc bảo anh em xuất sắc, bộ quẩn và bộ fuxi chống sắn, bộ xít. Nè, xuất sắc nha, xuất sắc nhẹ thôi nha mọi người, không ảnh hưởng cái phôi hết. Hình còn rất là ok nha mọi người. Thì cái này còn tuổi nha nè, cái này còn tuổi. Thì cái này nặng là 137g, đọt 21, dài là 2m04, tải mồi từ 7 đến 28g nha nè. Tải mồi từ 7 đến 28g. Một OZ là 28g. Tải dây từ 12 đến 20 LB. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 2 triệu nha nè. 2 triệu cây số 5. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 là một cây săn hàng luôn. Đó, cây số 6 độ cứng là H. Đó, anh em thích đánh bạo lực nè, đánh mấy cái này lô biển thầy săn muốn săn chẽm, đánh mấy cái này phen là phen fuxi xít, phen bóm còn rất là mới luôn. Bát là bát fuxi Minecraft, cái này đẹp chứ mọi người. Đó, cái này còn cuối luôn, không lỗi lầm gì hết. Phen là bao bóng luôn nè, thấy không? Bộ bộ chống sắn, bộ zin luôn. Cần zin luôn nha mọi người. Đó. Tem đầy đủ hết. Thì cái này nặng là 144g, đọt là 2.5 ly, dài là 2m04, tải mồi từ 10.5g đến 42g, tải dây từ 12 đến 3, 25 LB. Giá công khai cây số 6 giá là 2,2 triệu nha mọi người. 2,2 triệu cây số 6. Còn túi nha. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 cũng giống như cây số 6 thôi. Đó, độ cứng là H, chuyên cho nên săn hàng. Phen là phen xít. Nguyên lô này luôn. Đó. Săn được nguyên lô Minecraft này về cho anh em săn hàng. Lần trước em có đăng một lô cần lô thì anh em hỏi độ cứng MH rất là nhiều. Độ cứng H luôn. Phen đẹp hết nha mọi người, phôi ok, không lỗi lầm, độ cứng hắc, tải mồi từ mát là 42g nha anh em, tải dây từ 12 đến 25 LB, đó, vẫn giống như cây số 7, rồi giá công khai cây số 7 vẫn giống như cây số 6 nha anh em, giá công khai số 7 là 2,2 triệu luôn nha mọi người, đó, hai cây giống nhau, đó. Theo là cây số 8 nha nè, cây số 8 vẫn là một cây Minecraft. Thì cây Minecraft này là một cây Minecraft Rosa. Đó. Thì cây này nó sở hữu bộ phen là bộ phen Micro nha nè, Microsoft. Đây, Fuji mà Microsoft phen nhỏ nha nè, phen này thì bao lực rồi, bao chắc. Dạng này thì anh em đánh bao lực, cạo thẳng. Phôi thì phôi sẵn ít nè nè, sẵn cuộn cuộn đây. Phen là phen Fuji Maison nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Phôi thì ok nha mọi người. Phôi khỏi chê về chất liệu của phôi của cây này. Dòng này phôi thì rất là ok luôn. Vẫn có một dòng Minecraft nha anh em. Thì cái này nặng là 120g, đọt là 1.6 ly, dài là 2m07 nha anh em. Đó. Tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 10 đến 16 LB. Cái độ cứng M nha anh em, độ cứng M. Ngoại hình rất là ok nha mọi người. Ngoại hình rất là ok luôn, không lỗi lầm gì hết. Sự bộ phen là Maiso. Bộ phen nó giống như cây Abu Hattin gì đó.
Rồi, giá công khai cây số 8 giá là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cây số 8. Coi cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó. Cây số 8 độc cứng M. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho người là một cây, vẫn là một cây Minecraft Koza. Đó. Thì cây này độ cứng MH nha anh em, độ cứng MH, cứng hơn tí, săn hàng. Phen này thì anh em cảo thẳng nha. Đó, phen Mysore. Rất là chắc luôn. Cán ba khúc đời cao, phôi là phôi sắn. Bên sắn. Rất là đẹp luôn. Điện thoại lấy nét nó chiếu chiếu. Rất là ok cho anh em. Bô bô chống sắn. Phen phen Fusisit. Mysore. Macro. Bát là bát Fusi nha anh em. Bát dặn. Thì cái này nặng là 126g, đọt 1 ly 7, dài là 1m98, tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 10 đến 20 lb, độ cứng MH. Rồi, giá công cây số 9 giá vẫn là 2 triệu nha nè. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 vẫn là một cây, nó giống như cây số 9 thôi. Đó. Độ cứng vẫn là MH, dài 2m04. Đó. Carbon sắn, căng gút. Sổ bộ phen là Majorsit nha nè, Majorsit. Phen này cực kỳ chắc luôn, đánh bao phê. Bù bù trong sắn nha nè, bù trong sắn. Phôi là phôi carbon sắn nha nè, sắn găng guốc. Nhìn cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó. Thì cái này dài này, nặng là 126g, đọt 1 ly 7, dài 1m98, tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 12 đến 20 lb. Rồi, cây số 10, độ cứng MH, giá công khai là 2 triệu. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 vẫn là một cây Majorap Koza. Đó. Thì cây này vẫn là độ cứng MH nha anh em, độ cứng MH. Cây này mà dài 2m07 nha anh em, dài 2m07. Đó. 39, dài 2m07. Carbon vẫn là carbon sẵn, phen vẫn là phen Maiso. Đó, Maiso. Sẵn găng guốc. Thì mấy cần này thì anh em về báo cho anh em kiểm tra, bao cho anh em kiểm tra hàng trước luôn. À, chỉ cần lỗi mà không dám clip lên như thế này nè, anh em cứ báo em nhận lại hết. Đây, nó có xuất phát li ti nha. Thôi khỏi bàn. Đó, bao đẹp, cần mấy ngang nha anh em. Rồi, cây này nặng 130g, dạ, nặng đọt là 1 ly 7, dài 2m07, tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 12 đến 20 lb. Rồi, giá công khai cây số 1, giá bán là 2 triệu nha nè, 2 triệu. Tiếp theo cây số 12. Đó. Cây 12 em lên cho người quẳng là một cây Minecraft. Cây này, dòng có kit nha nè, dòng có kit. Thì dòng có kit này nó đặc biệt cái là cái bát, bát gỗ cực kỳ đẹp luôn. Đó. Nhìn bao sang luôn. Đó, anh em đi lua thì cầm cần thì anh em kế bên nhìn liền. Đó, bát cực kỳ đẹp nha anh em. Phôi nè, phôi khỏi chê. Mỗi dòng nó có một cái đặc điểm riêng nha mọi người. Phôi bao ok nha anh em. Đây, đó, cúc nói đây, carbon sẵn thế này đây. Đó. Phen vẫn là phen Fusisit bơm nha anh em. Đó, phen Fusisit bơm. Đây, hai loại phen khác nhau đây. Đó. Đó. Phen này nhỏ hơn. Đó, phen này đánh thì bạo lực. Phen này đánh rất là ok luôn. Đó. Có tạo mỗi cái thương hiệu nó khác nhau. Đó, một cái tên nó khác nhau. Thì cây này được cái là bộ cái bát. Bát cực kỳ chắc luôn. Bát là bát Fusi nha anh em. Bát Fusi. Thì cây này độ cứng M. Nặng là 116g, đọt 1 ly 7, dài là 1m98. Tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 10 đến 16 lb. Rồi. Cây số 12, giá là 2 triệu 1 nha anh em. Đó. Cây số 12, giá là 2 triệu 1. Đó, rất là ok nha anh em. Rồi, cây số 13. Thì cây số 13 nó còn túi luôn nha mọi người. Đó, cây số 13 còn túi. Thì cây này là cây chuyên cho anh em săn hàng. Độ cứng cái này độ cứng ít nha anh em, độ cứng ít. Vẫn là một dòng cốt kit đây nè, dòng cốt kit carbon sẵn, dài 2m1, độ cứng ít. Đó, độ cứng này thì chỉ có săn lóc gừng thôi.
đó. Săn bắp gừng không thôi, anh em địa hình nào bèo á, bèo rậm rạp á, anh em cảo á thì lấy cái này đánh bao cảo luôn đó. Cái này luôn nhé, thật là hết bài đó. Săn hàng cặp bòn sắn nha, này cặp bòn sắn găng guốc cán 3 khúc đề cao cán bằng đó. Cái này dài 2m1 nha em, dài 2m1, độ cứng ít thì hàng độ cứng ít, độ cứng cao á được, cái chiều dài nó dài á thì rất là hiếm nha em đó. Rất là nhiều anh em săn nè, phen là phen full sheet nha em, phen full sheet bấm có kit bát ok nha em, sạch sẽ đẹp đẽ nha. Rồi, cái này nặng là 169g, đọt 2 ly 3, dài 21, tải mồi từ 10.5g đến 84g nha nè. Đó, tải dây từ 14 đến 30 lb, giá công khai là 2.5 triệu. Đó, giá công khai 2.5 triệu. Cây số 13 2.5 triệu nha mọi người. Tiếp theo cây số 14 thì qua đây là dòng Abu nha nè. Đó, em lên theo từ dòng cho anh em. Tiếp theo cây số 14, cây số 14 là một cây Abu Hurting, dòng Tinger nha nè. Đó. Thì cái này carbon sắn găng guốc nha mọi người. Đó. Dòng Abu này khỏi chơi rồi. Đó. Sắn găng guốc, phen là phen Fuji bấm. Bát là bát Fuji Abu. Đó. Dòng này thì cái bát nó cực kỳ độc luôn. Đó. Dặn nó kêu nè. Đó. Đó. Mỗi dòng nó có cái chức năng khác nhau. Thôi sắn găng guốc rồi. Khỏi bàn. Giờ là nhắm tay nha anh em, các con sắn nổi. Bu là bu phô xi chống sắn, bu xít. Bu nguyên xin nhé. Rất là đẹp, cán 3 khúc. Thì cái này nặng là 130g, dài là 1m98, đọt 1 ly 7, tải mồi từ 5.25g đến 21g nha anh em. Cái này đột cứng M, hàng chi đánh lóc, săn hàng. Tải dây từ 8 đến 20 GB. Rồi, giá công khai cây số 14, giá là 2.3 triệu. Cái này còn túi nha anh em. Tiếp theo cây số 15. Cây số 15 vẫn là một cây Abu Hurting. Đó. Dòng Tinger. Em ơi. Đó. Đây, dòng này thì bát tôi dặn nó kêu đây. Đó. Anh em nghe không? Đó. Cực kỳ đã nha. Đó. Giống anh em siết mua pin vậy. Bát cũng còn rất là đẹp nha em. Bát rất là đẹp luôn. Carbon sắn găng guốc rồi. Phen là phen xít. Carbon sắn khỏi bàn. Bù chống sắn nha em, bù chống sắn phen xít. Dòng này thì độ cứng em xem, độ cứng cây này độ cứng M nha em, độ cứng M. Thì cái này nặng 140g, đọt 1 ly 7, độ cứng dài là 2m11 nha anh em, dài 2m11. Tải mồi từ 5.25g đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Rồi, giá cây số 15, giá là 2.3 triệu luôn nha mọi người. Cây còn tủ nha. Đó. Hàng đánh lóc. Độ cứng M. Tiếp theo là cây số 16, cây số 16 là vẫn một dòng Apu. Dòng Abu này dòng Abu cao cấp. Đó. Dòng này hình như nó xích cho thị trường Nga thôi nha mọi người. Đó, em sợ thì thấy toàn tiếng Nga thôi. Đó. Thì cái này em lấy từ Nhật về. Bát này nè. Đó, bát nó cũng rất là độc nha. Mỗi dòng nó có cái điểm độc riêng. Gốc cũng rất là ok luôn. Đó, cái này thì em chưa vệ sinh nè. Đó, nó còn dính sình. Phen vẫn là phen Fuji nha anh em, phen Fuji xít, phen bấm. Đây, lỗ xít nha. Keo chỉ thì ok hết. Ngoại hình sạch sẽ. Thì cây dòng này dòng Abu Rod nha anh em, Rod. Red. Pepper. Cây độ cứng ít thắt nha anh em, độ cứng ít thắt, độ cứng săn hàng. Phen lên nè. Phen ok nha anh em, bộ chống sắn. Khớp nối ok, tất cả đều ok hết, không lỗi lầm gì. Đó. Tem sức đầy đủ. Cây này về anh em săn hàng nhé. Đồ cứng ít thắt. Bao cứng luôn, bao nại luôn.
Thì cái này nặng là 140 g, đọt là 1 ly chính, dài 2,1 m. Thì cái này tải mồi từ 14 đến 40 g, tải dây từ 12 đến 20 lb. Rồi, giá công khai cây số 16 giá là 3 triệu. Nha nè. À, tải mồi đây. À. Giá 3 triệu nha nè, cây số 16. Tiếp theo cây số 17. Cây số 17 em lên cho người là một dòng Abu Hurtin. Dòng này là dòng Tinger. À. Dòng Tinger lốt nha nè, à. Dòng carbon. À, một dòng khác nữa. Bát là bát Pussy nè, bát Pussy, fan là fan Pussy Maestro. À, có định vị luôn. Đó. Tem đây. Thì carbon là carbon sẵn nha anh em. Đó, carbon là carbon sẵn. Fan Maestro nè nè. Maestro. Đó. Fan của cái carbon sẵn khỏi vàng. Đó, fan Maestro đây nè. Đó. Pussy nhá. Đây. Đó, đóng chữ luôn. Fan Micro System. À. Polycaro nha mọi người, Polycaro. À, có bình gì? Cái độ cứng M nha anh em, độ cứng M. Ừ. Đây nè. À, cái này độ cứng MH chứ, quên lộn. Cái độ cứng MH nha anh em, nó có thể đánh CNG được nè mọi người. À, có thể đánh CNG được. Tải mồi từ 10.5 g đến 28 g, tải dây từ 8 đến 20 lb, nặng là 120 g, dài là 2,01 m, đọt là 1 ly 9. Đó, đọt cứng MH nha anh em, đọt cứng MH, chi anh em săn hàng cạo cá. Rồi, giá công khai cây số 17, giá công khai là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cây số 17. Tiếp theo cây số 18, cây số 18 thì full túi nha, full túi full hộp luôn. Đó, đây nè. Ở đây Abu Hurtin trọng Tinger Lut. Thì cái này dài là 2m 11 nha anh em, dài 2m 11, nặng là 124 g, đọt là 1 ly 8, góc là 10.4 nha anh em. Đó, thông số tay mồi nữa đây. Thì cái này độ cứng M thì nó sẽ tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Đó, vẫn là một hàng săn hàng. Đây, nó đây. Thì số chất liệu carbon nano nha mọi người. Đó. Đây, đó. Dòng này thì bao đẹp đây. Đó, fan micro system định vị carbon sắn gân gút. Đây, đó, micro system carbon nano. Rất là đẹp luôn. Định vị đầy đủ, carbon sẵn găng gốt. Fan Pussy. Dòng này thì bao cho anh em cạo cá nha, hàng cạo cá. Rồi, giá công khai cây số 18 giá là 2,7 triệu nha anh em, 2,7 triệu cây số 18. Theo cây số 19. Thì cây số 19 vẫn là một cây Abu Hurtin hàng lốt. Đó. Thì cái này được thêm cái là nó thêm cái carbon nano nha nè. Đó. Đây, fan này, micro đây. À, thì cây này dài được là 2m16 nha nè. 2m16. À, đọt là 1 ly 9. Nặng là 136 g. Thì cái này tải mồi từ 10.5 g đến 28 g nha anh em. Đó, độ cứng MH, độ cứng chi anh em săn hàng. Đó, tải dây từ 8 đến 20 lb. Đây, thông số kỹ thuật nó đây. Đó, để em soi anh em cần. Cái số để em xem cái số 10 này. À, cái số 19. Đây nè, đó. Thì đa số hàng này thì hàng dùng lớp thôi. Ngoại hình thì bao chắc bao đẹp rồi. Đó, phen động gì không lỗi lầm gì hết. Nano nha anh em. Đó. Bao sẵn bao đẹp này. Đây. Điểm nói đây. Đó. Dạng carbon nano sẵn ít. Phen là phen Pussy. Rất là đẹp như này.
Rồi, giá công khai cây số 19, giá là 2,7 triệu nha anh em. À, giá 2,7 triệu. Đây, dạng cần này anh em có thể đánh xin gì được đây. À, nó để. À. Đua vào lại. Rồi, giá là 2,7 triệu nha anh em, giá 2,7 triệu cây số 19. Tiếp theo cây số 20 thì cây số 20 là một cây cần của hãng Brand. À, thì cây này là một cây nội địa nè, fan là fan titan nha mọi người, fan là fan titan. Đó. Đây, đó. Cây này thì em tham khảo một số anh em rồi. Đó. Anh em báo fan titan thì em nói fan titan. Chờ. Fan bao đẹp như này, bu cũng bao đẹp luôn. Đó. Cây brand. Thì bass là bass Fuji, fan là fan Fuji Seed Titan. Thì cây này là một cây nội địa hàng Made in Japan. Đó, khỏi chạy đâu hết. Cây này dài 1m6. Tải mồi mát là 20g, tải dây mát là 14 lb. Độ cứng tương đương với M nha nè. Độ cứng tương đương với M. Đó, hàng này của anh em đánh lóc thoải mái. Đánh lóc, đánh chẽm, đánh mú, câu nhồng, câu cá vượt. Thì cây này nặng là 126g, đọt là 1D8. Tải mát 20g, tải dây là 14 lb. Rồi, giá công khai cây số 20, giá là 2,8 triệu nha anh em. 2,8 triệu cây số 20. Ngoại hình rất là đẹp luôn á. Cái này còn túi luôn. Đó, còn túi, fan được cái là fan titan. Đó. Rồi, cây số 20. Giá công khai là 2,8 triệu. Tiếp theo cây số 21. Cây 21 bên cho người một cây hàng của Daiwa Lazon. Đó, Belazon. Mọi người tập quan sẵn nè. Đó. Dòng đây qua này thì hàng đời mới nha mọi người. Đó, hàng đời mới, fan là fan Fuji nè, fan Fuji, fan ship nha. Đó, dòng này được anh em Việt Nam đánh rất là nhiều luôn. Đó. Carbon sẵn rồi, găng gốt nha. Thì cây này độ cứng M nha anh em, độ cứng M, hàng cho anh em đánh lóc. À, đánh nhồng, đánh chẽm, săn hàng thoải mái nha. Cái hàng này đẹp nha mọi người. À, hàng này đẹp. Thì cái này nặng là 126g, đọt 1D9, dài là 1m98. Tải mồi từ 5.25g đến 17.5g. Tải dây từ 7 đến 16 lb. Rồi, giá công khai số 21, giá là 1,7 triệu nha mọi người. 1,7 triệu cây 21. Thì cây này được sản xuất tại China nha mọi người. Đó, thông số nó đây, mã code đây, tem đây, tất cả đều ok hết nha mọi người, không lỗi lầm gì hết. Tiếp theo cây số 22, thì cây 22 em đang như người là một dòng cần của hãng Ban. Đó. Hàng Ban này hàng nội địa nha anh em. Đó, hàng nội địa. Thì cái này sở hữu bộ fan là bộ fan Fuji Seed, foil là foil carbon sẵn ít, sẵn hai da. Đây nè, hàng Ban. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, bát Fuji Enso. Phôi bao đẹp nha nè, phôi cái này bao đẹp luôn. Độ cứng cái này là độ cứng M nha nè, độ cứng M. Hàng đánh lóc khỏi chê, bu chống sắn nha nè, bu đời cao chống sắn. Carbon sắn găng guốc tới ngọn nè mọi người. Đó, nó giống như hàng Akrai của Shimano vậy. Đó. Nhưng mà được cái hãng này hãng nội địa nha mọi người. Đó, hãng nội địa Ban. Hàng này em chỉ lấy về nó chỉ dùng lướt mà thôi. Đó, phôi ok hết. Thì cây này nặng là 129g, đọt 1D8, dài 1m98, tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 16 lb. Giá công khai cây số 22, giá là 3 triệu nha anh em. Tiếp theo cây số 23. Cây số 23 vẫn là một cây hàng của hàng Ban nha mọi người, hàng Ban. Vẫn là carbon sẵn ít, hai da, sẵn găng guốc luôn. À, tem đầy đủ. Máy ngang. Bát là bát Enso Fuji. Bát cũng còn rất là đẹp nha anh em, phôi ok bao chắc nha. Đó. Xước xác thì hình như là không có luôn. Đó, dạng này hạng này chỉ dùng lướt qua thôi. Bu là bu Fuji chống sẵn đời cao. Foil carbon sẵn ít. Hàng này về đánh là vô tư luôn á. Thì cái này độ cứng là MH nha nè, độ cứng MH. Và anh em cạo cá.
anh em, thông số nó đây. Độ cứng MH nha anh em, hàng ban độ cứng MH. Tải mồi từ 10 đến 28 g nha anh em, tải mồi từ 10 đến 28 g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Nặng là 130 g, đọt là 2 ly, dài là 2m01. Rồi, giá công khai cây số 23, giá là 3 triệu luôn nha mọi người, 3 triệu 23. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 24 là một cây Shimano Edgeride. Thì cây này còn túi nha mọi người, đó, còn túi luôn, cây Shimano Edgeride còn túi. Đây nè, Shimano. Đó. Cây này dài 2m18 nha anh em, dài 2m18. À, Shimano CL 4 cộng C14 cộng, hàng cao cấp nha anh em, hàng cao cấp. Phen là phen Fuji, phen Fuji bấm xít bù Fuji chống sắn, bù đời cao, phôi là phôi carbon sắn ít. Dòng này thì khỏi chê rồi, hết chê, đẹp hết nước chấm luôn. Ngoại hình thì không có xước xác gì hết nha mọi người, đó, ngoại hình không xước xác luôn. Dạng nếu có xước xác thì vẫn có một điểm li ti nhỏ thôi, do quá trình vận chuyển thôi. Rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 123 g, đọt 2 ly, dài 2m18, tải mồi từ 10 đến 30 g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Giá công khai cây số 24, giá là 3 triệu 2 nha nè, 3 triệu 2 cây số 24, độ cứng MH nha nè, đây thông số nó đây đó. Độ cứng MH 2 khúc, tải mồi từ 10 đến 30 g. Rồi, hàng Shimano nha mọi người, đó, hàng cao cấp, bao đẹp luôn. Con này về cho anh em săn hàng, anh em săn hàng đánh lóc chẽm đi rừng tràm. Rồi đó, tổng cộng 24 cái càng em lên hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt đem số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.